The Global City là một khu đô thị mới sẽ ra mắt trong năm 2022. Tọa lạc ngay trung tâm phường An Phú, quận 2, Sài Gòn do Materi Sehome phát triển. Dự án còn được biết đến với tên gọi khu đô thị Sài Gòn Bình An có quy mô hơn 117 ha với đầy đủ các loại hình từ căn hộ, nhà phố, biệt thự. Cùng với đó là những tiện ích giải trí cao cấp hàng đầu của thành phố Thủ Đức như khách sạn 5, trung tâm thương mại, bệnh viện quốc tế, trường học quốc tế và các dịch vụ cao cấp khác. The Global City, thành phố đẳng cấp quốc tế đầu tiên của Sài Gòn, vị trí đắc địa, tâm điểm kết nối giao thương. Không chỉ là nơi hội tụ của cộng đồng văn minh, giàu có, The Global City còn sở hữu vị trí kết nối giao thương, giải trí, mua sắm, thương mại của thành phố Thủ Đức nói riêng và cả Sài Gòn nói chung. Dự án tọa lạc ngay mặt tiền đường cao tốc Sài Gòn, Long Thành và đường Đỗ Xuân Hợp, đây được xem là khu vực có tốc độ phát triển bất động sản sôi động bậc nhất Đông Sài Gòn. Sự vươn lên mạnh mẽ của Sài Gòn mang đến lợi thế vượt trội về vị trí cho khu đô thị quốc tế The Global City. Đây là nút giao thông trọng điểm có khả năng kết nối thuận tiện đến gần như các khu vực quan trọng của thành phố, Thủ Thiêm, quận 1, quận 3, Bình Thạnh, các khu vực của thành phố Thủ Đức và đồng thời thuận tiện di chuyển về Đồng Nai, Vũng Tàu thông qua cao tốc Sài Gòn, Long Thành, Dầu Dây. Dự án giáp sông Rạch Chiếc mang đến nguồn sinh khí trong lành, thịnh vượng. Một mặt giáp với dự án Sài Gòn Sport City là dự án khu đô thị thể thao cao cấp. Do đó hai dự án sẽ tạo thành khu phức hợp đẳng cấp và sầm uất bậc nhất Sài Gòn. Vị trí ngay cạnh khu nhà giàu quận 2, The Global City trong bán kính 3 km có thể tiếp cận với hệ thống các trường quốc tế, bệnh viện quốc tế, trung tâm thương mại, siêu thị. The Global City không chỉ là nơi an cư lạc nghiệp mà với vị trí đắc địa có 102, đây là dự án có triển vọng đầu tư sinh lời hấp dẫn trong tương lai gần. Dự án đô thị đầu tiên tại Việt Nam được triển khai bởi gã khổng lồ thế giới Foster Partners. Foster Partners được biết đến là tập đoàn thiết kế kiến trúc lớn nhất Anh Quốc, là một gã khổng lồ trong làng kiến trúc đô thị thế giới với hàng loạt các siêu dự án kinh điển như trụ sở Apple Park, Mỹ, tòa thị chính London, tòa nhà The Garden, London, Tháp Hớt Tower, New York, Apple Marina Bay Sands, Singapore, sân bay quốc tế Bắc Kinh. Với năng lực và tên tuổi đã được khẳng định, Foster Partners chắc chắn sẽ mang đến những nét kiến trúc biểu tượng và nổi bật chưa từng có vào khu đô thị hạng sang The Global City.